Tử Vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì thuộc trung niên, vạn phần vất vả, nhưng về già lại có được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ, vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình của những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 2 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hạch Thìn, phá Ngọ, tuyệt thân. Đối với người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 2 năm 2021, tức ngày 17 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Sát Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 2 năm 2021, tức ngày 29 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Bính Tý. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 2 năm 2021, tức ngày 10 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với gia chủ tuổi Mậu Ngọ trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 24 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 2 năm 2021, tức ngày 5 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn
tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù lòng tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 trong tháng 2 âm lịch. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Mậu Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Mậu Ngọ, mệnh thiên thượng hỏa, là người có tính cách hoạt bát, lạc quan yêu đời. Bản chất lương thiện, họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ, cũng rất công bằng và chính trực. Nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lăn xả, khi gặp khó khăn, bạn bè cũng là người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nghi nan. Người tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, dễ được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu cho thấy, vận trình tuổi Mậu Ngọ trong tháng này khá ảm đạm trên mọi phương diện, đặc biệt là sự nghiệp. Bạn sẽ gặp khó khăn liên tiếp trong công việc, điều đó khiến cho bản mệnh vô cùng mệt mỏi và áp lực. Cho nên trong khoảng thời gian này, bạn cần có chế độ nghỉ ngơi, giữ sức khỏe. Ngoài ra, sự nghiệp không tốt sẽ khiến cho tài chính cũng bị sụt giảm. Trong tháng này, bạn cũng phải chi tiêu rất nhiều, cho nên cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tân âm kim gặp ngọ dương hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để mọi phương diện diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, những gia chủ Mậu Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ. Sự nghiệp của người Mậu Ngọ không khởi sắc trong tháng 2 âm lịch. Bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Cho nên bản mệnh hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Ngoài ra, xem tử vi 2021 tháng 2 âm lịch còn cho thấy đường công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ không được thuận lợi. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước, nên không đi được đến bước đường cùng. Không những vậy, bản mệnh còn là người thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc còn có phần bấp bênh, không được ổn định. Cho nên, những người tuổi Mậu Ngọ cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình. Nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí đi lùi. Bản mệnh cũng chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng. Để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc. Theo tử vi tài lộc của tuổi Mậu Ngọ năm 2021, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 2 âm lịch. Tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha,
để lỡ một cơ hội đáng tiếc. Hơn nữa, bản mệnh thường tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 2 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi bóc ngắn, cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi. Cho nên bản mệnh cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Bản mệnh cũng cần phải nhìn xa, trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại hối hận. Để may mắn thành công, các gia chủ Mậu Ngọ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật Pháp, cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 2 âm lịch này, phương diện tình cảm của tuổi Mậu Ngọ có nhiều biến động, cho nên bản mệnh cần tránh thái độ ghen tuông quá mức, khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Với những người tuổi Mậu Ngọ đã kết hôn, có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt, các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe nên dễ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Hơn nữa, bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù bạn có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Mậu Ngọ dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Về sức khỏe, tử vi tháng này, trong tháng 2 âm lịch có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Mậu Ngọ không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm quá sức khiến khả năng tập trung của bản mệnh bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì bạn để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn định thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đặc biệt, tuổi Mậu Ngọ hãy sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại sức khỏe, may mắn, bình an cho gia chủ. Nhìn chung, vận trình tháng 2 âm lịch tuổi Mậu Ngọ khá tốt. Trong hung có cát, không cần quá lo âu, suy nghĩ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Mậu Ngọ trong tháng 2 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.